Cô chào các con. Hôm nay, cô và các con sẽ đồng hành với nhau trong tiết tập làm văn. Để tiết học đạt hiệu quả, cô có một số điều cần lưu ý. Các con cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở, viết, lắng nghe cô hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ đi vào bài học mới nhé. Các con biết không? Với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa như hiện nay, các nhà máy công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, cùng với thói quen sinh hoạt của con người đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề toàn cầu được cả thế giới quan tâm. Môi trường bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất. Chính vì vậy, chúng ta cần có những việc làm để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Những việc làm nào để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp? Cô mời các con tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Nói viết về bảo vệ môi trường. Cô mời các con ghi tựa bài vào vở. Sau bài học này, các con sẽ đạt được những mục tiêu sau. Biết những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Biết kể lại một việc tốt đã làm bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý trong sách giáo khoa. Viết được đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu kể lại việc làm trên. Để đạt được những mục tiêu này, các con sẽ thực hiện hai hoạt động. Hoạt động 1: trao đổi về việc làm bảo vệ môi trường. Hoạt động 2: nói viết về bảo vệ môi trường. Cô mời các con bước vào hoạt động 1: trao đổi về việc làm bảo vệ môi trường. Trong hoạt động này, các con sẽ trả lời câu hỏi: con cần làm gì để bảo vệ môi trường? Để trả lời được câu hỏi này, các con cần hiểu môi trường là gì, tại sao cần phải bảo vệ môi trường, và tình hình môi trường sống của chúng ta hiện nay như thế nào. Theo các con, môi trường là gì? Những yếu tố tự nhiên xung quanh ta như không khí, đất, nước, cây cối, nắng, mưa, bão, lũ, bụi bặm, gọi chung là môi trường. Chúng ta đang sống chung trong ngôi nhà trái đất mà bầu khí quyển bao quanh ta luôn thay đổi do tác động mạnh đến đời sống sinh hoạt của con người. Vậy, tại sao cần phải bảo vệ môi trường? Chúng ta cần phải bảo vệ môi trường bởi vì con người sống cần phải sinh hoạt, hít thở và làm việc trong môi trường lành mạnh. Môi trường quanh ta ô nhiễm do bất kỳ nguyên nhân xấu nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Do vậy, phải bảo vệ môi trường sạch, trong lành, có lợi cho sức khỏe của con người. Và tình hình môi trường sống của chúng ta hiện nay như thế nào? Cô sẽ giúp các con hiểu rõ hơn nhé. Các con ạ, môi trường sống của chúng ta gồm có 3 môi trường chính. Đó là môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất. Điều đáng buồn là cả 3 môi trường đều bị ô nhiễm. Quan sát các hình ảnh sau, các con sẽ thấy những làn khói bụi từ các nhà máy công nghiệp và các phương tiện giao thông đã làm ô nhiễm môi trường không khí. Hàng tấn rác thải chưa qua xử lý đã làm ô nhiễm môi trường đất. Rác thải nhựa cùng với sự đánh bắt bừa bãi của con người đã làm cho môi trường nước, môi trường biển ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Môi trường bị ô nhiễm có hại đến sức khỏe của con người, như gây ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt, về da,
về tim mạch, ung thư, vân vân. Chính vì vậy, chúng ta cần có những việc làm để bảo vệ môi trường. Trở lại câu hỏi, các con hãy suy nghĩ, con cần làm gì để bảo vệ môi trường? Những việc làm để bảo vệ môi trường là giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi. Các con hãy quan sát hình ảnh mọi người đang làm những việc làm để giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi như bỏ rác vào thùng, nhặt rác, vớt rác trên sông. Việc cần làm để bảo vệ môi trường nữa đó là giữ gìn, chăm sóc, trồng thêm hoa, cây xanh. Quét dọn, hốt sạch rác xung quanh nhà ở, trường lớp và nơi công cộng. Tuyên truyền phổ biến rộng đến mọi người, việc làm để bảo vệ môi trường. Các con ạ, ngoài những việc làm trên thì còn có rất nhiều việc làm khác bảo vệ môi trường. Cô tin rằng các con đã từng làm các việc để bảo vệ môi trường đúng không nào? Để giúp các con có cơ hội nói về việc làm tốt của mình góp phần bảo vệ môi trường, cô mời các con tìm hiểu hoạt động 2. Nói viết về bảo vệ môi trường. Các con hãy lựa chọn một việc làm tốt các con đã làm để góp phần bảo vệ môi trường tại ngôi trường của các con hoặc ở khu vực các con đang sinh sống để kể cho mọi người cùng nghe nhé. Thông qua bài tập 1. Bài tập 1. Kể lại một việc tốt con đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. Những việc tốt các con đã làm góp phần bảo vệ môi trường như nhặt rác, trồng và chăm sóc cây, vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực các con sinh sống hoặc ngăn chặn những hành vi làm bẩn môi trường. Và khi kể, các con sẽ kể theo gợi ý sau. Đầu tiên, các con sẽ kể con đã làm được việc gì, diễn biến công việc ra sao, cảm tưởng của con sau khi làm việc đó. Cụ thể, các con sẽ kể như sau. Con đã làm được việc gì? Có nghĩa là con giới thiệu về việc tốt đã làm của con, góp phần bảo vệ môi trường, thời gian, địa điểm con làm việc đó. Diễn biến của công việc là con diễn tả lại toàn bộ quá trình con đã làm việc có ích cho môi trường, công việc đó ra sao, con làm việc đó cùng với ai hay làm một mình. Kết quả công việc con làm như thế nào? Cảm tưởng của con sau khi làm việc đó là con nêu cảm nghĩ của con và ý nghĩa của việc làm đó góp phần bảo vệ môi trường như thế nào? Ví dụ, khi kể về việc làm tốt bảo vệ môi trường là chăm sóc cây, thì các con sẽ kể như sau. Đầu năm học, lớp con nhận bảo vệ hàng cây bàng mới trồng cạnh sân bóng. Con đã hăng hái cùng các bạn làm việc đó. Chúng con đã cùng bàn bạc lên kế hoạch rồi thực hiện. Bản thân con nhận chăm sóc 2 cây bàng non. Sáng nào, con cũng đến trường thật sớm để tưới nước cho cây. Thêm vào đó, con còn làm một hàng rào từ những thanh tre để bảo vệ cây. Hàng cây phát triển rất nhanh chóng và đều nhau. Nhìn hàng cây cứ lớn dần và rung rinh lá biếc, con thấy rất vui vì đã làm một việc có ích. Còn khi kể về việc làm dọn vệ sinh sân trường, các con có thể kể như sau. Tuần trước, lớp con được phân công dọn dẹp vệ sinh sân trường. Cô giáo đã phân công
cho mỗi tổ phụ trách một công việc. Tổ 1 có trách nhiệm quét dọn sân trường. Tổ 2 nhận nhiệm vụ làm sạch bồn cây và tưới cây. Tổ 3 sẽ thu gom toàn bộ rác ra khu vực chung. Là thành viên của tổ 2, nên con đã cùng các bạn trong tổ dọn dẹp sạch sẽ, giấy rác trong bồn cây, sau đó là tưới nước cho toàn bộ bồn cây dưới sân trường. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, sân trường đã sạch sẽ. Con cảm thấy rất vui vẻ vì đã làm được một việc tốt, góp phần bảo vệ môi trường. Cô vừa hướng dẫn các con kể về việc làm tốt, bảo vệ môi trường theo gợi ý. Dựa vào những gì các con kể được, các con sẽ viết thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể lại việc làm tốt bảo vệ môi trường, và đó cũng là nội dung của bài tập 2. Bài tập 2, viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể lại việc làm trên. Khi viết một đoạn văn, các con sẽ viết theo gợi ý. A. Tên việc tốt đã làm. Ở gợi ý A này, tương ứng với phần mở đoạn đấy các con. B. Diễn biến công việc, tương ứng với phần thân đoạn. Và C. Cảm tưởng của con khi làm việc đó, đó là phần kết đoạn. Khi viết một đoạn văn, các con cần lưu ý. Viết đúng nội dung, có nghĩa là các con sẽ viết một đoạn văn kể về việc tốt con đã làm góp phần bảo vệ môi trường, khoảng 7 đến 10 câu. Diễn đạt rõ ràng, tránh lặp từ. Chú ý cách trình bày và viết câu cho đúng. Cách trình bày ở đây, cách trình bày các con viết lùi đầu dòng và viết hoa. Và kết thúc đoạn các con sẽ đặt dấu chấm. Cô tin rằng với những gợi ý này, các con sẽ viết một đoạn văn kể lại việc làm tốt con đã làm để bảo vệ môi trường thật hoàn chỉnh. Các con ạ, bảo vệ môi trường không phải là việc làm của riêng ai, mà là của tất cả mọi người. Các con hãy chung tay góp phần bảo vệ môi trường nhé. Chúng ta đã hoàn thành nội dung của bài học ngày hôm nay. Sau bài học này, các con sẽ viết lại đoạn văn kể về việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường ở bài tập 2. Và các con chuẩn bị trước bài ghi chép sổ tay để tiết sau các con sẽ được tìm hiểu nhé. Tiết học của cô rồi chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các con thật nhiều sức khỏe và học tốt. Cô chào các con.